tri ân với chiến trường Điện Biên, với những cống hiến của cha ông. Những năm qua, các cấp chính quyền của tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tri ân tại mảnh đất Điện Biên. Đồng thời cũng có những người con Hưng Yên góp phần lan tỏa lịch sử hào hùng của Điện Biên Phủ theo những cách khác nhau. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Giữa tháng 4 vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Những phút tri ân sâu sắc của đoàn công tác tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, nơi có hàng trăm liệt sĩ là người con của tỉnh Hưng Yên đang yên nghỉ. Những món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên dành cho Điện Biên. Những mô hình trồng cây sinh kế, những nhu yếu phẩm và những mái nhà ấm áp nghĩa tình của phụ nữ Hưng Yên với phụ nữ Điện Biên. Năm nào cũng vậy, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa với mảnh đất đã hứng chịu nhiều bom đạn để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đều được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hưng Yên thực hiện với những tình cảm tri ân sâu sắc và cả những đóng góp của rất nhiều người con Hưng Yên ở nơi đây. Nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Điện Biên nói riêng thì trong đó có cái sự tham gia, đóng góp của những người con Hưng Yên đang sinh sống và cư trú tại Điện Biên Phủ. Trong nhiều năm qua thì cũng phải kể đến các đồng chí là bộ đội kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì từ năm 1958 và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quay trở lại xây dựng Điện Biên và có thể nói là đóng góp to lớn trong cái việc thiết lập lại hệ thống thủy lợi, xây dựng quê hương Điện Biên, thế và xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đóng góp quan trọng trong cái việc cùng với quân và dân các dân tộc Điện Biên cũng như các tỉnh lên khai hoang vỡ hóa để và tạo nên một cánh đồng Mường Thanh và tạo nên những cái hạt gạo đi cả nước như ngày hôm nay. Thế và trong thời kỳ đổi mới thì những người con Hưng Yên ở lại xây dựng Điện Biên ấy, đã đóng góp to lớn trong vai trò tiếp tục thực hiện cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng nói chung và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Điện Biên nói riêng. Không chỉ vậy, bằng những việc làm cụ thể, người Hưng Yên cũng đang góp sức để làm sống dậy những ký ức Điện Biên Phủ hào hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho hôm nay. Đó cũng chính là những việc mà người họa sĩ của quê hương Sứ Nhãn, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc, người được coi là kiến trúc sư trưởng của một trong những tác phẩm hội họa lớn nhất thế giới vẽ về đề tài chiến tranh, đã và đang thực hiện. Những ngày này, du khách đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Bức tranh panorama hơn 3.000 m² tái hiện 4.500 nhân vật giữa chiến trận 56 ngày cuối cùng của trận Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh tròn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, quy mô lớn nhất Đông Nam Á, là bức tranh lớn thứ 3 trên thế giới được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau 9 năm, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc cùng với hơn 200 họa sĩ khác miệt mài từng nét vẽ, bức tranh đã tái hiện thành công lịch sử hào hùng của dân tộc với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.